mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay Minh Châu rất vui lại được gặp anh Hoàng Nhân. Và vẫn có một câu hỏi như không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là ngày hôm nay anh Nhân nấu món gì? Hôm nay anh sẽ nấu một món rất là đặc biệt. Đừng nói hôm nay anh Nhân cho em ăn sơn hào hải vị nha. Không, không có sơn hào hải vị gì hết á. Nhưng mà cái món này nó phải trọn hương ấm và thấm được thì ngon. Hay vậy ta. Anh làm từ nguyên liệu gì vậy? Từ lưỡi heo. À, lưỡi heo thì rất là quen thuộc, rất là bình dân mà ăn cũng ngon nữa. Nhưng mà không biết giá trị dinh dưỡng thì sao anh Nhân ha? Thường thì phần lưỡi heo á, cơ lưỡi là cơ vân, cho nên lưỡi heo thì có giá trị dinh dưỡng ngang như thịt heo vậy đó. Trong đông y á, thì cái món lưỡi heo nó sẽ giúp cho những cái người mà bị suy nhược cơ thể, họ sẽ được phục hồi được sức khỏe và rất là bổ gan, bổ thận nữa đó. Ồ, hay vậy ta, hình như còn bổ máu nữa phải không anh? Đúng rồi. Vậy thì ngày hôm nay quý vị khán giả sẽ biết thêm một món làm từ lưỡi heo và chúng ta hoàn toàn yên tâm thưởng thức món ăn này rồi. Anh Nhân ơi, bật mí tên món ăn đi. Hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món lưỡi heo trộn chua ngọt. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có lưỡi heo khoảng 300g, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, hành tây, rau răm, ngò gai, ớt hiểm băm, tỏi băm, xả bào, hành tím bào, đậu phộng, tương ớt, các gia vị thông thường và giấm gạo Lisa. Đầu tiên, Minh Châu giúp giùm anh nè, bắt cái nồi nước lên trước để mình tiết kiệm được cái thời gian. Tiếp theo, em xem cái phần lưỡi heo của anh nè, anh cạo sạch không? Sao hay vậy ta? Em không bao giờ làm sạch được lưỡi heo như vậy hết á. Thì em rửa rồi em chà muối rồi em thậm chí chà giấm rồi các thể loại mà không sạch được. Bây giờ cái thứ nhất là em phải rửa sạch trước đi. Dạ. Sau đó mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên. Em bỏ nước đó, nó cũng ngập một tí chứ đừng có ít nước quá. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái lưỡi heo này vào mình chần. Ồ, chần lưỡi heo. Em chần sơ đi. Sau đó thì những cái phần mà dơ, những cái cặn ở trên lưỡi đó, nó sẽ bong ra. Em dùng dao em cạo nhẹ là nó sạch sẽ thôi. Hay quá ta. Đấy, chúng ta muốn để cho cái phần lưỡi heo được chín đều thì chúng ta sẽ bổ dọc 1/3 trên cuốn lưỡi như thế này để giúp cho cái phần lưỡi heo được chín đều. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một số ví dụ như là ớt chuông nè. Dạ. Bây giờ em sẽ cắt. Cắt sợi. Ừ. Cái phần hành tây này quý khán giả sẽ cắt mỏng ra. Cũng cắt mỏng giống như là ớt chuông đúng không? Ừ. Phần rau răm em đừng cắt nhuyễn quá. Cái phần ngà gai mình cũng sẽ cắt khúc. Châu ơi, mở nắp cho anh. Dạ đây. Cho vào trong này 1/3 muỗng cà phê muối. Cho cái phần lưỡi heo vào trong luộc. Rồi. Trong cái món này thì mình có ớt Đà Lạt nè, có hành tây nè, là những cái loại rau củ mà thường nó hay bị hăng. Cho nên mình sẽ sử dụng cái tô nước đá này để mình cho vào. Em cho chung luôn. Dạ. Nha. Khi mà mình ngâm nước đá như vậy nè, thì rau củ không những mất đi mùi hăng nè, còn giữ được độ giòn cũng như là màu sắc nữa. Đúng không anh? Ừ. Phần lưỡi heo đã được rồi. Bây giờ em tắt bếp cho anh nè. Dạ. Ừ. Mình chuẩn bị một cái tô nước đá mình bỏ vô. Có phải để làm tăng độ giòn của lưỡi heo không? Ừ. Bây giờ mình sẽ cắt phần lưỡi heo này. Mình sẽ cắt cái phần lưỡi này nè, cắt cho nó mỏng thôi. Chắc là bằng kích thước, gần bằng kích thước của các loại rau củ ha anh ha. Ừ, rồi, cái phần này mình để ra ngoài dĩa cho anh. Mình sẽ vớt cái phần rau củ lúc nãy mình đã trộn rồi đó em. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn nước trộn gỏi. Thì cái món gỏi á, cái phần giấm là quan trọng nhất. Mình sẽ sử dụng giấm gạo Lisa nè. Em cho vào trong này 2 muỗng canh. Đường mình sẽ cho vào trong này 3 muỗng canh nha. 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê tỏi băm nè. Ớt băm thì nếu mà mình không ăn cay nhiều thì mình sẽ cho cái phần ớt sừng á, nhưng mà mình sẽ sử dụng bất hiểm cho món này vì hôm nay cái món này á nó phải hơi vị cay cay nó mới ngon. Đúng rồi, bởi vì mình làm trong dịp cuối năm, thời tiết hơi se lạnh như vậy, cho nên nếu mà tăng thêm một chút vị cay thì sẽ ấm áp và đậm đà hơn. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ khuấy lên anh Nhân ha. Rồi. Bây giờ anh sẽ cho cái phần rau củ quả trước, phần lưỡi heo em nha. Tiếp theo mình cho cái phần xả bào á. Đấy. Hành tím thì mình cho một ít thôi và mình cắt mỏng như vậy nó không hăng đâu. Rồi em cho hết cái phần hỗn hợp này vào trong những cái loại rau củ và lưỡi heo nha. Bây giờ mình chỉ cần trộn lên. Minh Châu cho anh một ít rau thơm vào trong này cho anh. Dạ, em cho rau răm nè. Ừ. Hành, ngò gai nè. Ừ. Em để lại một ít, một hồi nữa mình rắc lên trên mặt nha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ trộn đều.
anh sẽ múc ra đủ màu sắc nha Minh Châu nha. Dạ đúng rồi, cho thêm miếng rau lên trên nha anh Nhân. Ừ. Anh Nhân ơi, hôm nay cho em nhận cái phần trang trí nha. Em cho một ít ngò gai lên bên trên nữa ha. Ừ. Bây giờ em cho đậu phộng vô đúng không? Đúng rồi. Xong rồi. Bây giờ anh sẽ thưởng cho em. Em cảm ơn anh Nhân. Em sẽ thử một miếng lưỡi heo cộng với cả ớt chuông như thế này nè, để thử xem anh Nhân khéo tay đến đâu nha. Thấy như sao? Anh Nhân ác lắm. Trong khi em đang thưởng thức món ngon như vậy mà anh Nhân cứ hỏi em là thấy như sao, làm sao mà em trả lời được? Tại vì anh cũng nôn nóng thôi. Quý vị khán giả thân mến, không nôn nóng làm sao được ạ. Khi mà chúng ta đã kỳ công chuẩn bị một món ăn, bây giờ tới phút giây thưởng thức rồi thì chúng ta sẽ phải dành thời gian để tận hưởng trọn vẹn cái hơi ấm và để thấm cái vị ngon từ món ăn đúng không ạ? Với độ giòn của lưỡi heo kết hợp cùng với độ giòn của rau củ nè, chắc chắn món ăn này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất thích thú. Bên cạnh đó, những gia vị được thấm đều và nguyên liệu cũng sẽ làm cho không khí trong bữa cơm gia đình trở nên ấm áp và thân mật hơn. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị hãy thử thực hiện nha và hãy gửi thư về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.